Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 186 các bạn. Và hôm nay Thi sẽ kể những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi để cho các bạn xem chính chủ kể lại nghe. Hôm nay á là tới 10 giờ tối Thi mới bắt đầu kể chuyện các bạn. Tại vì nguyên ngày hôm nay Thi cũng bận rộn và dự định rằng hôm nay không có kể rồi. Nhưng mà nghĩ lại có nhiều người đợi mình, cho nên Thi vẫn phải cố gắng ngồi kể. Thì thành ra là tập na hôm nay sẽ bị úp chậm một chút xíu so với mọi ngày mọi người. Nhưng mà thôi kệ, miễn sao mình có kể cho các bạn nghe là được rồi. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là của một cô. Và hiện tại thì cô cũng đang là người nghe chuyện ma của Thi rất là tích cực các bạn, và cô đã gửi mail để mà kể câu chuyện do chính cô trải qua vào khoảng thời gian cô khoảng 14 15 tuổi các bạn. Và năm đó là năm 1975, vào tháng 8 năm 1975 là sau giải phóng vài tháng đó, thì ba của cô có một người bạn, và người bạn này á là hình như về quê thì phải, thì mới nhờ gia đình của cô đến để mà ở trong cái ngôi nhà của người bạn đó. Thì gia đình của cô gồm tổng cộng tới 11 người, cô thì có tới 9 anh chị em, ba mẹ nữa, thêm hai người nữa là tổng cộng 11 người các bạn. Và khi dọn đến ngôi nhà này sống á, là mọi người rất là thích, tại vì riêng cái ngôi nhà nó đã rất là rộng, là từ 4 bề ngang là nó khoảng 4 mét, bề dài khoảng 20 mét các bạn, là trong cái ngôi nhà đó, là riêng ngôi nhà đó là nó lớn như vậy. Còn riêng phía ngoài á, là ngoài vườn có rất là nhiều cây ăn trái mà có quả, thì thành ra là các anh chị em của cô á, là rất là thích các bạn. Ngoài ra là phía sau nhà còn có thêm một cái mảnh vườn, và cái mảnh vườn này á, là do không đã lâu không có quét dọn á, cho nên nó là lúc đó là cô đã 14 tuổi, thì thành ra cô đã biết phụ giúp gia đình mình làm những cái công việc như trong nhà rồi. Thì khi đó khi mà mọi người dọn tới ai cũng thích hết, và cô nhận cái nhiệm vụ rằng đó là sẽ đi quét xung quanh, đi dọn xung quanh, còn riêng mẹ cô thì sẽ sắp xếp đồ đạc ở trong nhà, trong các phòng. Thì khi đó cô đang quét, thì khi mà quét tới cái mảnh vườn phía sau thì cô phát hiện ở phía sau có một cái hầm, và cô nói thêm rằng đó là nhà của ngày xưa là người ta hay đào hầm để mà tránh đạn các bạn. Và khi cô phát hiện cái hầm đó nó nằm dưới những cái bao cát ở phía sau vườn đó, thì cô mới chạy vào, cô nói với mẹ mình rằng đó là mẹ ơi, ở phía sau có cái hầm đó mẹ. Thì mẹ cô cũng không có quan tâm, tại vì lúc đó mẹ cô cũng khá là bận rộn, và cái chuyện mà có hầm phía sau là một cái chuyện rất là bình thường thời đó rồi, cho nên cũng không có quan tâm tới các bạn. Thì cô nói thêm rằng á, là trong nhà có thêm một cái toilet các bạn, nhưng mà cái toilet này á, là để ở ngoài á, dán một cái tờ giấy ở ngoài là WC hư, có nghĩa là cái toilet này bị hư không có sử dụng được. Và trong cái toilet này á, thì theo ba cô nói rằng là do chất đồ đạc, tại vì không có sử dụng cho nên người ta sử dụng làm nhà kho luôn. Và phía ngoài á, là dán một cái tờ giấy đó, rồi đồng thời chặn thêm một cái cây để cho không có ai vào được á. Thì khi đó là ba cô thấy cái toilet này bị hư, cho nên ba cô đã làm thêm một cái toilet ở phía ngoài gần ngay chỗ cái hầm đó các bạn. Thì khi mà trong cái quá trình sống cũng không có gì xảy ra, ngày ngày nhà cô vẫn ở trong nhà đó. Vào một hôm là lúc đó là vừa ăn cơm xong, thì gia đình cô này là đạo Chúa các bạn, cho nên nó là sau khi mà đọc kinh á, thì gia đình mới đi ngủ. Và hôm đó trời mưa rất là lớn luôn, thì cô này á, là ngủ phía sau bếp, tại vì á, là mẹ cô sắp xếp nhà thì rất là rộng, con cái thì đông, nhưng mà cái tuổi thì lứa 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 nhau, nếu mà cho ngủ chung á, thì rất là khó quản lý các bạn. Thì thành ra mẹ cô á, là mới để cho ba cô một cái giường nhỏ ở phía trước, là phía trước giống như cái phòng khách vậy đó, thì có một cái giường nhỏ để cho ba cô ngủ phía trước. Rồi xong rồi vào trong thì có một cái phòng, thì mẹ cô ngủ chung với lại hai đứa em trai,
Một đứa là 3 tuổi, một đứa là 5 tuổi. Và tiếp theo á là tới một cái giường của một người chị ngủ chung với hai đứa em gái, là người chị lớn của cô. Và cô là cái người ngủ chung với lại hai đứa em trai của mình phía sau bếp luôn. Tại vì cái bếp này á là rộng lắm và phía sau lại có thêm một cái giường khoảng 1,6 m. Cho nên nó là mẹ cô đã sắp xếp cho cô ngủ cùng với lại hai đứa em trai của mình ở phía sau cái bếp đó. Và cái bếp rộng khoảng 30 mét vuông, các bạn, khá là lớn. Thì khi đó là hôm đó trời mưa, mưa rất là lớn luôn. Cho nên nó là cô ngủ cũng rất là ngon. Nhưng mà khi đang ngủ á, tự nhiên cô giống như là bị nhiễu nước vô mặt á các bạn. Thì thành ra là cô bị giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy vậy đó, thì cô nghĩ trong lòng mình rằng á, là chắc là do cái trần nhà nó bị dột mà thôi, cho nên nó mới nhiễu nước vô mặt mình như vậy. Thì cô mới là giật mình thức dậy. Thì khi giật mình thức dậy, cô có một cái cảm giác rất là lạ. Lạ là sao? Lạ là tự nhiên cô có cảm giác như trong nhà mình có người, các bạn. Trong nhà mình có người, mà mặc dầu lúc đó mưa mưa rất là lớn luôn, nhưng mà cô vẫn có cảm giác như trong nhà mình có người. Và cô không có dám nhúc nhích, tại vì con gái mà mới có 14 tuổi, thành ra cũng sợ hãi nếu mà trong nhà mình có người xâm nhập vào. Và cô nằm thử, cô nghe thử, lắng nghe thử coi làm sao. Thì cô có cảm giác như là có người đi vòng vòng, các bạn. Và cái người này á, là giống như mang một cái đôi dép lào đi sẹp 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 dưới đất vậy đó. Thì khi đó là cô thấy rằng cái người này đi phía cái sau bếp, tại vì cái chỗ bếp là cái chỗ mà cô cùng với lại hai đứa em mình đang ngủ phía sau đó. Thì khi mà cô cảm giác như cái người đó đang ở trong bếp vậy đó, thì cô không có dám mở mắt ra và cô chỉ nằm im re mà sợ rằng người ta biết rằng mình thức đó. Thì khi đó là cái người này bắt đầu tiến tới cái tủ chén và bắt đầu lục chén, các bạn, lục chén. Và cái tiếng hả, nó va vào nhau giống như là chén đũa muỗng, rồi nó phát ra cái tiếng mà nửa đêm như vậy thì rất là kinh dị, mặc dầu trời lúc đó đang mưa. Thì khi đó là cô cảm giác như người này quậy chén xong rồi, thì cảm giác như người này lấy thớt và lấy dao ra để mà sắc đồ, các bạn. Và cô nghe rõ từng tiếng người đó là đang bầm, giống như là đang sắc đồ sắc đồ sắc đồ cái thớt bằng gỗ. Và cô thấy rằng đó là giống như người này đang bầm thịt mà đang bầm đồ vậy đó, là cái từng cái tiếng đó nó phát ra khiến cho cô rất là sợ. Và lúc này á là cô mới dán thí cái con mắt mình ra để nhìn về cái phía hướng bếp, mà cái chỗ mà để chén bát đũa rồi đó. Thì cô thấy có một người đang đứng xoay cái lưng vô trong để mà giống như là chúng ta nhìn thấy những các đầu bếp mà đứng phía sau mà nhìn thấy sắc đồ vậy đó. Thì cô rất là sợ, các bạn, và cô nghĩ rằng là mình phải nhảy, tại vì ngay cái cạnh cái chỗ cô nằm á là có một cái cửa sổ. Thì cái cửa sổ đó là cô có thể nhảy lên được cái phòng phía trước để mà chạy lên cái chỗ mẹ của mình. Là cô suy nghĩ rằng cô sẽ nhảy cái hướng đó để chạy ra phía trước, chứ không có dám mà mở mồm để mà đi đi ra bình thường như bình thường, các bạn. Thì khi mà cô sợ quá rồi, cái này là quá sợ hãi, thì cô bắt đầu hả là hất cái mùng lên và nhảy phăng ra từ cái chỗ cửa sổ đó. Và hả, cô nhảy làm sao mà trúng cái tủ buffet hồi xưa, các bạn, khiến cho cái tủ bị vỡ kiến ở trong luôn. Và khi chạy ra phía trước rồi, cô mới nhảy vô trong cái mùng mẹ mình á, cô kêu mẹ mẹ. Và mẹ cô giật mình thức dậy hỏi rằng á, trời sao con không ngủ đi, con chạy lên đây làm cái gì? Thì bà cô mới nói rằng, mẹ ơi, trời ơi, phía sau hả, hình như nhà mình có ăn trộm vô, mẹ ơi, đang ở sau bếp á. Và mẹ cô hả lật đật dở mồm ra và chạy ra phía sau bếp mở cái đèn lên. Thì khi mà mở đèn lên á, các bạn, là không hề thấy ai, cửa nhà thì đóng lại hoàn toàn, giống như là không có một cái dấu hiệu nào mà ở ngoài người ta xâm nhập vào được. Thì khi đó là một cái cảnh tượng kinh dị hãi hùng, mà tới bây giờ là đã 40 mấy năm sau giải phóng rồi mà cô vẫn còn nhớ rất là rõ. Là hả, chén bát ở trong cái giá chén nhà cô là được xếp ra, các bạn, được xếp ra mà xếp giống như là xếp cúng vậy đó. Là từng cứ một cái chén là có một đôi đũa và một cái muỗng, là hả bao nhiêu chén là đều được xếp ra rồi hả, đũa muỗng cũng được xếp ra. Và trên cái thớt mà cô nghe nó bầm bữa nãy á, là đầy cà chua, là nó lấy cà chua ra nó cắt từng miếng từng miếng. Và do là buổi sáng là mẹ cô có đi chợ mua một cái bó hành để đó sẵn,
thì cái bó hành này cũng được bầm ra nhuyễn luôn các bạn. Thì khi đó là mẹ cô với cô chứng kiến cái cảnh tượng đó, mặc dầu rằng nó là tất cả mọi cửa nẻo đều không có bị mở, là có nghĩa là từ ở ngoài không có ai xâm nhập vào được, mà tự nhiên lại xảy ra cái hiện tượng trong nhà mình nó xếp chén xếp đũa ra y như là xếp cúng vậy đó. Thì mẹ cô rất là sợ, và cô cũng vậy, lúc đó cô cũng còn nhỏ. Thì mẹ cô mới dặn cô rằng đó là đừng có kể cho các em nghe, tại vì nếu mà những đứa nào nó nhỏ hơn á, là em cô nhỏ hơn mà nghe như vậy thì rất là sợ, là nói chung là cô đừng kể cho ai nghe hết, thì sợ mọi người hoang mang, cho nên nó là không cho cô kể các bạn. Và sau một tháng khi mà ở trong cái ngôi nhà đó thì nhà cô dọn đi qua quận 10 để mà sinh sống. Và khi dọn đi rồi, mẹ cô mới nói cho cô nghe rằng đó là khi ở trong cái ngôi nhà đó đó, là ba với mẹ đã trải qua nhiều cái hiện tượng rất là lạ. Chẳng hạn như mẹ cô đang đứng nấu đồ ăn ở trong bếp á, thì nghe cái tiếng gõ cửa ở ngay cái chỗ cái cửa bếp để bước ra phía sau nhà các bạn, ra cái phía sau vườn ở phía sau đó, thì nghe cái tiếng gõ cửa cốc 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 liên tục, và có những cái tiếng gõ ở ngay chỗ mà cái thi kể làm cái có một cái WC mà bị hư, cái toilet mà bị hư, mà để cái dán giấy phía ngoài là hư không có cho sử dụng đó các bạn, là cái cửa đó cũng vậy, là cũng hả là phát ra những cái tiếng gõ cốc cốc. Rồi đồng thời là trong nhà cũng có một cái tủ, và cái tủ này hình như bằng sắt, và cũng gõ trong cái tủ bằng sắt đó liên tục các bạn, gõ tầm khoảng 2 đến 3 giờ sáng và gõ liên tục. Còn riêng ba của cô là ngủ cái giường phía trước nhà là liên tục bị dựng đứng cái giường, đang ngủ thì cái giường bị dựng đứng và ba của cô phải rơi xuống đất luôn, và liên tục bị như vậy, cho nên ba mẹ cô rất là sợ hãi. Và đã sau một tháng khi mà ở trong cái ngôi nhà của người bạn ba cô đã dọn đi, chứ không có dám ở cái nhà đó nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của cô gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của anh bạn mà đã làm việc tại cái văn phòng làm răng giả mà Thi kể cách đây 2-3 tập trước đó các bạn. Thì anh này sau khi mà nghỉ làm cái công việc đó thì anh đã xin vào làm bảo vệ trong một cái phòng tập gym bên quận 8. Thì Thi không có biết là phòng nào, anh nói rằng đó là phòng cái chỗ tập gym này tương đối cũng khá là lớn, có 2-3 lầu gì đó. Thì anh làm bảo vệ trong đó cái ngày đầu tiên, cái ngày thứ hai thì hoàn toàn không có gì xảy ra các bạn. Nhưng cho tới khi mà cái ngày thứ ba, tại vì anh này trực vào lúc 3 giờ sáng là thay ca, có một cái anh trực trước anh, xong rồi là 3 giờ sáng anh kia vào ngủ thì tới anh này dậy các bạn. Thì khi mà anh kia vào ngủ kêu anh dậy là anh cũng đi ra để mà vệ sinh cá nhân. Thì khi đang đứng vệ sinh cá nhân, đang đứng đánh răng á, thì tự nhiên anh lại nghe cái tiếng tập các bạn, cái tiếng giống như là cái tiếng đang thở hình hịch mà chúng ta mà mỗi lần mà chúng ta tập tạ hay chúng ta chạy bộ được đó, là anh nghe cái tiếng giống như là có người đang tập ở trên lầu 2. Và anh suy nghĩ anh nói ủa kỳ, tại vì anh cũng mới vừa vào làm thôi, cho nên nó là anh cũng không có biết nhiều lắm, nhưng mà anh vẫn biết rằng á là cái phòng gym này người ta chỉ làm việc có là từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ tối, chứ đâu có làm việc mà 2-3 giờ sáng như vậy mà còn người tập. Thì anh mới nghĩ trong bụng rằng chắc là có người nào lén ở lại trốn ở trên đó rồi quậy phá gì đó, cho nên nó là anh đã đánh răng xong rồi anh mới đi lên trên lầu 2, cái chỗ mà phát ra cái tiếng đó các bạn. Thì khi mà lên trên lầu 2 thì tự nhiên anh không có nghe cái tiếng đó nữa, không hề nghe cái tiếng tập luyện đó, mà cũng không có nghe cái tiếng thở gì nữa. Thì anh mới ủa anh suy nghĩ, cho nên anh tự nhiên anh lên trên đó anh cảm thấy như là ớn lạnh da gà. Thì anh biết rồi, anh biết là mình bị ma nhát rồi, anh mới chạy xuống cái chỗ mà chỗ ngủ, anh định là chung vô đó chứ anh không trực nữa các bạn, anh sợ như vậy. Và khi mà anh chung vô thì lại bị cái anh kia thì mới vừa vô nghỉ thôi, thì bị anh này vô chọc giấc ngủ không có ngủ được, cho nên anh kia mới la, mới nói rằng á mày làm gì mày chung vô đây. Thì anh mới nói rằng ê ông ơi trời ơi tôi bị ma nhát ông ơi. Thì cái người kia mới la, mới nói rằng mày khùng quá à, ma cỏ gì đây, đi ra trực đi, làm gì có chuyện ma cỏ.
Thì khi đó là anh tức lắm, mặc dầu rằng đó là cái người đó là không tin mình, nhưng mà anh thì cũng không có dám bỏ việc, các bạn cũng phải chung ra để mà trực. Và suốt liên tục mấy ngày sau đó là anh đều bị nghe cái tiếng đó, là khi mà tới cái ca của anh là 3 giờ, là tới khoảng 3 giờ 15, 20 là bắt đầu anh nghe cái tiếng đó hình hịch và cái tiếng tập tạ ở trên đó các bạn. Và sau khi mà anh quá trời anh nói mà cái người bạn kia không tin, thì anh mới hôm đó thì anh mới nói với cái anh kia rằng đó là bây giờ mày không tin, anh không tin tôi đúng không, bây giờ hả tôi nói là có, tôi bị nhét mấy ngày hôm nay rồi, bây giờ anh không tin tối nay á là tôi kêu anh dậy đi, tôi dẫn anh lên trên đó là anh biết à. Thì khi đó cái người bạn này á là do anh này kể liên tục mấy ngày rồi mình không tin, mà cái người này nhất quyết rằng mình đã nghe cái chuyện đó, cho nên anh này cũng muốn thử thử xem có không. Và khi mà tới tối hôm đó là khoảng 3 giờ 15 bắt đầu ở dưới đây là nghe cái tiếng hình hịch tập trên đó các bạn. Và anh này mới kêu rằng á, là anh nghe chưa, anh nghe cái tiếng đó chưa, bây giờ hả tôi với anh đi lên trển nha. Và hai anh này cùng nghe thì hai anh mới cùng nhau đi lên trên đó. Thì cái anh kia là dạng như ghen các bạn biết không, thì hất hất định là để đi trước thử coi đứa nào lên đây tôi phá chứ làm gì mà có ma cỏ. Thì khi mà anh này lên trên đó không biết nhìn thấy cái gì rồi xong rồi hả, anh Nam thì lên sau, thì khi anh Nam lên sau anh Nam không có nhìn thấy cái anh này đâu, thì mới nghĩ rằng ủa ổng chạy đâu mất tiêu rồi, nhưng khi nhìn lại thì thấy cái anh kia đã nằm xỉu bất tỉnh ở dưới đất các bạn. Và anh Nam này tự nhiên thấy cái người bạn này đang nằm xỉu bất tỉnh như vậy rất là sợ. Và khi anh Nam xoay lại thì anh Nam thấy có một người, và cái người này rất là to con nha các bạn, đen thui thùi lùi mà to con mà nhìn không có rõ cái mặt. Thì anh Nam rất sợ định là sẽ chạy xuống dưới lầu rồi nhưng mà không có chạy được, cái cơ thể của anh nó là không thể nào nhấc chân được, và anh cũng sợ hãi đến nỗi mà ngất xỉu cạnh bên cái người bạn của mình luôn. Và hai anh đã ngất xỉu như vậy cho tới sáng hôm sau các bạn, và từ đó là các anh kia cũng tin. Và hầu như đêm nào hai anh này cũng bị nhét, cứ thấy cái người đó là đi tới đi lui đứng ngay trên cái đầu nằm của mình đang ngủ, hoặc là cái tạ các bạn, tuy rằng không có ai mà cái tạ hả dơ lên dơ xuống, như các bạn thử tưởng tượng như có người vô hình mà đang tập tạ vậy đó, và cái thanh tạ hả nó cứ dơ lên dơ xuống hả là chọc phá riết cho hai cái người này không chịu nổi. Và hai anh này đã xin nghỉ không có làm việc tại đó nữa. Và cho tới khi mà nghỉ á thì cái cô chủ của cái phòng tập gym nó hỏi rằng sao không làm nữa mà lại nghỉ, thì hai anh này á mới nói rằng á là do bị ma nhát không có chịu nổi cho nên nó là phải xin nghỉ thôi chứ không có làm việc được. Thì cái bà này lúc đầu nghe cũng tỏ vẻ như là bác ra các bạn, nhưng cuối cùng bà cũng thú thiệt rằng á là trước đây là có một người đàn ông, khi mà cái ông này lên trên tầng 2 để mà tập thì không biết tập làm sao, chắc thì nghĩ là tập cái động tác mà nằm ngửa rồi giơ tạ lên thì bị rớt cái tạ xuống cái mình của mình, thì chết tại đó các bạn. Và chết xong đó, thì cái vong hồn của ông này rất là quấy phá và đã liên tục nhét rất là nhiều người làm tại đó, khiến cho hả những cái ông bảo vệ là đều nghỉ chứ không có dám làm nữa. Thì anh nói rằng đó là đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, anh đã trải qua, kể trên đây ai không tin thì tùy họ mà thôi. Và anh cũng có trên Facebook của Thi đó các bạn, thì hy vọng rằng khi mà anh nghe câu chuyện này, Thi kể câu chuyện của anh, thì anh vào trong Facebook để xác nhận. Và câu chuyện này Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi để cho các bạn xem chính chủ kể lại nha. Và khi nghe câu chuyện này thì các anh đi tập gym, các chị đi tập gym cũng nên cẩn thận chút xíu nha mọi người. Mình nó hả là nói chung là cái gì cẩn thận là tốt, đừng có nên là quá sức mình. Và câu chuyện thứ ba tiếp tục ngày hôm nay là một câu chuyện ngắn của một bạn nữ. Bạn kể về câu chuyện do chính mẹ bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thì cái năm đó mẹ bạn chỉ mới có tầm khoảng 18-20 tuổi thôi các bạn. Và nhà của mẹ bạn đó là ở đường Cách Mạng Tháng 8. Thì ngôi nhà này á là được bà ngoại để lại cho cậu hai của bạn cùng với lại mẹ bạn sinh sống. Thì khi đó là mẹ bạn cũng hay đi chơi lắm, cái tuổi đó hay đi chơi, thì hôm đó là về khuya các bạn. Và từ cái đầu hẻm mà đi vào trong nhà
là sẽ đi qua một cái ngôi nhà của một cái chị Thúy ở trong xóm, chỉ cách nhà của mẹ bạn 5 căn thôi. Thí dụ như từ cái đầu hẻm đi vô thì sẽ là cái nhà của chị Thúy này trước, rồi xong rồi đi tới 5 căn là nhà của mẹ bạn. Thì hôm đó là hơn 10 giờ chút xíu thì mẹ bạn đi chơi về và tự nhiên nhìn thấy một người mặc một cái bộ đồ đen mà tóc xõa rất dài các bạn, đang ngồi trước nhà chị Thúy luôn. Thì khi đó là do là hai chị em bình thường cũng rất là thân nhau, cho nên đó là mẹ bạn mới dòm chị này, tại vì cái chị này cũng hay chơi theo kiểu mà đi khiêu vũ nhảy đầm hồi xưa, chứ không phải là như ba như tụi mình bây giờ các bạn, hồi xưa người ta chơi khiêu vũ nhảy đầm đó. Thì thành ra là mẹ bạn nhìn thấy cái người này ngồi trước cửa nhà chị Thúy thì mẹ bạn chỉ nghĩ rằng là chị Thúy thôi, tại vì hồi xưa tóc nữ ta để tóc dài là cái chuyện bình thường. Thì lúc đó mẹ bạn mới mở miệng ra, mẹ bạn nói rằng đó là: "Ủa chị Thúy, sao mà đi chơi về em vô nhà tự nhiên ngồi đây xõa tóc thấy ghê vậy bà?" Nói như vậy đó. Và khi mà nói cái câu đầu tiên như vậy thì cái người đó không có ngẩng mặt lên mà cũng không có trả lời các bạn. Thì lúc đó mẹ chị lại nghĩ rằng, mẹ của bạn lại nghĩ rằng á, chắc là cái bà Thúy này bà xỉn hay sao rồi, cho nên nó là mới nói thêm một cái lần nữa rằng á là: "Trời ơi bà ơi, bà đi chơi về sao bà không vô nhà mà bà ngồi đây bà xõa tóc nhìn thấy ghê, đi vô nhà đi." Và khi mà nói cái câu thứ hai đó thì cái người phụ nữ này bắt đầu ngước mặt lên. Và khi ngước mặt lên đó là vén cái tóc ra, là mẹ bạn trông thấy rõ ràng cái gương mặt của cái người đàn bà này không hề có mắt mũi miệng gì hết, mà chỉ là giống như là một cái tờ giấy trắng vậy các bạn. Thì khi đó mẹ bạn rất là sợ hãi khi mà chứng kiến cái cảnh đó, thì là đã trải qua cái trạng thái cái nỗi kinh sợ này khi mà Thi gặp cái bà ở trường Nguyễn Thọ này. Thành ra Thi rất là hiểu cái cảm giác của mẹ bạn lúc này các bạn, là mẹ bạn rất sợ và mẹ bạn chạy. Mà rất là lạ là khi mà cái ngôi nhà của chị Thúy này chỉ cách ngôi nhà của mẹ bạn có 5 căn mà thôi, mà mẹ bạn chạy hoài các bạn, chạy mà coi như là chạy hoài luôn á, mà nó không có tới nhà. Nó giống như là nó rơi vào một cái trạng thái mà khi mà giống như chúng ta chỉ dậm chân tại chỗ thôi chứ không chạy được về tới nhà. Thì mẹ bạn bắt đầu sợ quá rồi, chạy hoài mà lúc đó đã rất là mệt, cho nên mẹ bạn đã niệm Phật các bạn, niệm Phật. Và khi niệm Phật vài ba câu á thì thấy rằng á là mình đã chạy về được tới nhà rồi, và đập cửa rầm 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 luôn. Và khi mà cậu của bạn ra mở cửa thì mẹ bạn mới nói: "Anh ơi anh, em bị ma nhát anh ơi." Thì lúc đó mẹ bạn ngất xỉu. Và qua ngày hôm sau thì mẹ bạn đã mê man và đã lâm vào một cái tình trạng là nửa khùng nửa điên trong suốt khoảng một tuần lễ các bạn. Ai hỏi gì cũng không nói, mà giống như điên điên khùng khùng vậy đó, bệnh bệnh rồi sốt sốt rồi tửng tửng vậy đó. Thì cậu của bạn đã đưa mẹ bạn tới một cái bà thầy. Thì bà thầy này á là sau khi xem thì bà thầy này nói rằng á là thật ra là cái vong của cái người đàn bà đó không có cố ý chọc mẹ bạn đâu, mà chẳng qua mẹ bạn đi về cái giờ đó thì ngay cái lúc mà cái tần số hợp các bạn, thì thành ra mẹ bạn đã trông thấy cái bà này, mà mẹ bạn lại cố tình lại kêu giống như là chọc ghẹo vậy đó. Thì thành ra là cái bà này bà ghét, cho nên bà định là bắt mẹ bạn theo, nếu mà chỉ chậm trễ khoảng một tuần nữa thôi á, là mẹ bạn sẽ đi theo bà đó luôn, bị bắt theo luôn. Thì lúc này cậu của bạn á mới hỏi cái bà thầy này á là: "Bây giờ phải làm sao hả cô?" Thì bà này mới nói rằng là: "Bây giờ về nhà tìm một cái áo mà mẹ bạn thích nhất, rồi một đôi giày, một cái kiếm, một cái lược và một cái nhúm tóc của mẹ bạn để cho bà làm lễ các bạn." Thì sau khi mà bà thầy này làm lễ xong rồi thì khoảng 2 ngày sau mẹ bạn đã hết bệnh và trở lại bình thường, và đã kể lại rõ ràng cái câu chuyện là đã trông thấy cái bà đó làm sao. Chứ trước đó là cậu bạn không biết, là chỉ biết rằng mẹ bạn bị ma nhát chứ không biết là thấy làm sao hết các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà do bạn gửi cho Thi, một cái câu chuyện ngắn. Thì đây là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng nên rút cái kinh nghiệm các bạn. Nói chung á là đừng nên đi về mà đi đêm đi khuya nhiều quá. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình cũng đừng có nên chọc ghẹo ai hết. Nhiều khi á là ngay cái lúc đó mình không biết rồi mình nói, mà nhiều khi thí dụ như một lần ta không trả lời thôi mình đi luôn các bạn, đừng có nói thêm lần thứ hai lần thứ ba làm cái gì. Đó là cái câu chuyện mà thứ ba ngày hôm nay. Và một cái câu chuyện nữa, một cái câu chuyện ngắn của một bạn ở Bạc Liêu các bạn. Thì bạn này nói rằng đó là bạn phải lên Sài Gòn
rất là nhiều. Tại vì bạn có một cái bệnh thì nhưng mà bạn không có nói là bệnh gì, nhưng mà bạn nói rằng đó là bạn phải lên Sài Gòn để mà bạn đi khám định kỳ á, và bạn bệnh rất là nhiều. Thì mỗi lần mà bạn đi xe lên là bạn đi từ 6-7 giờ sáng, mà từ ở Bạc Liêu mà bạn lên trên Sài Gòn á là 2-3 giờ chiều gì đó. Thì mỗi lần như vậy là bạn sẽ ngủ nhờ ở một cái nhà của một người bạn thân của mình, nhưng mà hôm đó lên á thì cái người bạn thân nữ đó đó là không có ở nhà và có việc đi xa 2-3 ngày. Thì thành ra bạn này đã gọi điện cho một cái người bạn trai, bạn này là bạn trai nhưng mà dạng như là bạn thân chứ không phải là bồ bịch như các bạn, thì gọi cho cái người bạn này qua rước mình, rồi sau đó là sẽ đưa đi ăn uống, rồi bắt đầu á là đi ra phố đi bộ đi chơi, rồi tới khoảng 11 giờ là sẽ thuê khách sạn ngủ để mà qua sáng hôm sau sẽ đi khám bệnh sớm đó. Thì khi mà vào trong cái khách sạn này là do hai đứa chỉ là bạn thân thôi, cho nên nó là cái người bạn trai kia lúc đầu là hai đứa ngủ chung cái giường với nhau, nhưng mà khi mà vừa lên bạn này mới vừa thiêu thiêu thì tự nhiên có cảm giác giống như là, tại vì cái nệm của cái khách sạn này đó là nó là cái nệm lò xo các bạn, cho nên nó là khi bạn vừa nhắm mắt bạn thiêu thiêu thì tự nhiên bạn có cảm giác như là ai rung cái nệm vậy đó, ai rung cái nệm khiến cho cái mình bạn lắc lư vậy nè. Thì bạn mới mở mắt ra, bạn mới la cái thằng bạn của mình, tại vì lúc đó là bạn của bạn đang xem tivi, thì bạn mới nói mày ngủ đi để cho tao ngủ, mai tao đi khám mày 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 lắc cái giường chi vậy. Thì cái người bạn kia mới nói rằng tao đâu có lắc đâu, nãy giờ tao nằm tao coi tivi bình thường, tao thấy có bình thường có lắc gì đâu. Thì bạn mới bực bội, bạn mới đuổi cái bạn trai kia xuống nằm dưới sàn đi để tao ngủ, tao mệt quá rồi. Và khi đó là cái bạn trai kia nhảy xuống sàn nằm, các bạn nằm ở dưới đất luôn, và cái bạn nữ này nằm trên đây. Thì khi mà một chút xíu sau á, là bạn nhìn xuống bạn thấy người bạn của mình đã ngủ say rồi, còn bạn á, là do cũng khó ngủ cho nên nó là nằm đó hoài chưa ngủ được các bạn. Nhưng khi mà bạn nhắm mắt lại thì tự nhiên bạn có cảm giác như ai đang rung cái giường, và do là cái nệm lò xo cho nên nó rung dữ dội dữ lắm. Thì khi bạn mở mắt ra là hoàn toàn bình thường, không có gì hết, là giống như là trở lại trạng thái bình thường. Nhưng hễ mà bạn nhắm mắt lại á là cái nệm này, cái giường này nó rung thiệt là rung mạnh luôn. Thì bạn mở mắt ra thì bạn cũng hơi sợ rồi, nhưng mà bạn vẫn có một cái giống như là bạn thử một lần nữa xem sao. Thì bạn mới là để giống như là chúng ta chống cái chân lên, xong rồi để một cái chân ghép qua cái chân này và để cái tay lên trán vậy nè. Thì khi đó là bạn nhắm mắt lại các bạn, và khi mà bạn nhắm mắt lại á, là nó rung đến nỗi mà cái tay này nó rớt xuống, rồi xong cái chân cứ tuột xuống luôn, là cái cường độ rung nó mạnh như vậy đó. Thì khi đó là bạn mở mắt ra và bạn ngồi dậy thì bạn nhìn thấy người bạn mình ngủ rất là ngon, không có bị gì hết, mà bạn á, thì cứ nhắm mắt lại mở mắt ra là bị như vậy các bạn. Thì thành ra bạn không dám ngủ luôn và cứ ngồi như vậy tới sáng luôn. Thì đây là một cái câu chuyện có thật bạn đã trải nghiệm, và bạn giấu tên cái khách sạn này bạn không có nói, tại vì người ta vẫn đang làm ăn các bạn. Thì hôm nay á, là Thi chỉ kể bao nhiêu đây câu chuyện mà thôi. Do từ sáng giờ Thi cũng bận rộn, dự định hôm nay là không có kể chuyện đó, nhưng mà nghĩ lại có nhiều bạn đợi mình cho nên Thi vẫn phải cố gắng kể các bạn. Bây giờ đã là 10:35 tối rồi, thì xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người tối nay ngủ ngon nha. Và nhớ nha, trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập 180, hôm nay là tập 186, ở tập 187 nha mọi người. Xin chào.